Đoàn khảo sát tiểu ban điều lệ Đảng Đại hội 14 của Đảng do đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội 13 và 15 năm thi hành điều lệ Đảng 2011-2025 của Đảng bộ thành phố Cần Thơ. Chuẩn bị cho Đại hội 14 của Đảng, Ban chấp hành Trung ương đã thành lập các tiểu ban, trong đó, tiểu ban điều lệ Đảng được giao nhiệm vụ xây dựng báo cáo Ban chấp hành Trung ương khóa 13 về tổng kết công tác xây dựng Đảng và 15 năm thi hành điều lệ Đảng. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban tổ chức Trung ương, yêu cầu thành phố tập trung phân tích những kết quả nổi bật của 10 nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, trong đó thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá mà nghị quyết của Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã đề ra qua đó chỉ rõ những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sâu sắc, đặc biệt là triển khai các mô hình, những sản phẩm cụ thể trong thời gian qua. Trưởng đoàn khảo sát cũng yêu cầu tập trung làm rõ việc đổi mới, sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu lực hiệu quả của tổ chức bộ máy, của hệ thống chính trị của thành phố. Việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức chuyên chức, việc đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả, siết chặt kỷ luật kỷ cương, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, nhất là trong đánh giá bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử và vấn đề thực hiện chính sách trọng dụng nhân tài cán bộ năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm